để giúp các con tìm ý tưởng cho bức tranh của mình. Cô mời các con cùng xem một phóng sự sau. Ngoài nicotine, trong thuốc lá còn chứa 7.000 hóa chất khác, mà trong đó có những chất rất độc đối với cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá có thể ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân của bạn. Điều này có thể xảy ra với người hút thuốc trực tiếp và cả những người hút thuốc thụ động. Một trong những tác hại nguy hiểm nhất của thuốc lá là tăng nguy cơ bị ung thư phổi. Ít nhất có 69 chất có khả năng gây ung thư. Các hóa chất trong khói thuốc lá có thể gây tổn thương tế bào trong phổi và những tế bào bị tổn thương này có thể trở thành tế bào ung thư. Nguy cơ bị ung thư phổi liên quan đến số lượng hút thuốc và thời gian hút thuốc. Một công trình nghiên cứu vào năm 2011 cho thấy trên 80% ung thư phổi tại Anh Quốc trong năm 2010 là do hút thuốc. Hiện nay, những người hút thuốc tử vong vì ung thư phổi cao gấp 15 lần so với người không hút thuốc. Ngừng hút thuốc làm giảm nguy cơ bị ung thư phổi rất cao. Hút thuốc không chỉ gây ra ung thư phổi mà còn có thể dẫn đến những loại ung thư khác như ung thư miệng, môi, yết hầu, bàng quang, thận, dạ dày, gan, vú và cổ tử cung, v.v. Hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch và đột quỵ. Những người hút thuốc lá, nguy cơ bị tim cao gấp đôi so với người không hút. Hút thuốc gây tổn thương thành mạch máu, một vài chất có trong thuốc lá giúp cho cholesterol xấu ở trong máu bám vào thành mạch. Điều này dẫn đến sự hình thành mảng xơ vữa, làm hẹp và gây tắc nghẽn mạch máu. Hẹp lòng mạch máu đưa đến cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Bỏ hút thuốc làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, bạn có nguy cơ bị mắc các bệnh khác như mất thị lực, bệnh răng miệng, hèn xuyễn, loãng xương, hút thuốc thụ động. Hút thuốc thụ động cũng gây tác hại cho mọi người, đặc biệt là cho em nhỏ và trẻ em. Những đối tượng này có nguy cơ cao về nhiễm trùng đường hô hấp, bị hèn xuyễn, ho dai dẳng và viêm tai giữa. Theo thống kê thì hàng năm trên thế giới có khoảng 600.000 người tử vong do hút thuốc thụ động. Hút thuốc lá có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người phải không các con? Sau khi xem phóng sự, cô tin rằng các con cũng đã tìm được ý tưởng để vẽ tranh và bây giờ các con hãy chọn chất liệu để vẽ tranh cùng cô nhé. Khác nhau như xé dán giấy thủ công, len sợi, màu nước. Ở đây cô chọn bút dạ và sáp màu. Các con lưu ý vẽ tranh trên khổ giấy A3 nhé. Khuôn khổ 30cm x 40cm, cô sẽ vẽ một gia đình hạnh phúc, không có ai hút thuốc, mọi người đều khỏe mạnh. Các con được bố mẹ đưa đi chơi rất vui vẻ. Và một gia đình có người bố nghiện thuốc lá, gầy gò yếu ớt mắc bệnh ung thư phổi do thuốc lá, vợ con nheo nhóc khóc thương. Bước 1, các con vẽ hình ảnh chính nhé. Các con sử dụng bút chì để vẽ hình, nếu không ưng ý hoặc nhỏ quá còn xóa được. Cô vẽ bằng bút màu để giúp các con nhìn rõ hơn. Sau khi vẽ hình ảnh chính xong, các con vẽ hình ảnh phụ và vẽ thêm chi tiết. Ngắm lại hình xem nào, xong hình chúng ta sẽ tô màu các con ạ. Tô màu có độ đậm nhạt, làm nổi rõ hình ảnh chính và màu không bị nhòe ra khỏi hình. Các con nên sử dụng màu dạ kết hợp, màu sáp hình sẽ rõ nét và đẹp hơn.
Như vậy tác phẩm của cô đã hoàn thành. Cô sẽ lật phía sau bức tranh để ghi thông tin nhé. Trường tiểu học Liên Ninh, tên lớp, các con ghi tên mình, số điện thoại liên hệ, thông điệp bức tranh. Hãy dừng lại trước khi quá muộn để tuổi thơ con đong đầy niềm vui. Thông điệp hoặc nội dung các con ghi ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ. Lưu ý trên đây là ví dụ các con không sao chép. Cô mời các con cùng xem một số tác phẩm đạt giải của các bạn học sinh những năm trước. Các con dành thời gian vẽ tranh luôn nhé, vì không còn nhiều thời gian. Các con lưu ý, vẽ xong các con gửi trên Azota ngày 26 tháng 11, cô sẽ kiểm tra và nhắc nhở những ai chưa có tranh tham gia và tin nhắn riêng cho cô để cô nhận xét. Sau đó, các con tiếp tục sửa sau khi cô nhận xét xong và gửi lại lần cuối cùng vào Azota vào ngày 28 tháng 11. Các con sẽ cuộn tròn tranh không gấp nếp. Những tranh bị gấp nếp là những bức tranh bị loại các con nhé. Tất cả các con đều tham gia vẽ tranh, ai không có tác phẩm cô sẽ đánh giá không tích cực. Và ai có tác phẩm đẹp cô sẽ lưu ý để luôn có nhận xét tích cực cho học sinh đó. Cô rất mong sớm nhận được những tác phẩm của các con. Khoảng ngày 1 tháng 12 các con sẽ gửi tranh ra trường. Cô chúc các học trò của cô hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Các con hãy nhấn đăng ký kênh và hình quả chuông để xem nhận thông báo về video mới nhất nhé.